Thưa quý vị, những ngày này khi dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, cùng với đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế, thì lực lượng công an, quân sự, an ninh cơ sở đang phải căng mình 24/24 giờ bám chốt để kiểm soát dịch bệnh, ghi nhận tại quận Ngũ Hành Sơn. Nhiều ngày qua, các lực lượng làm nhiệm vụ ở 75 chốt kiểm soát của quận Ngũ Hành Sơn đã trở thành tấm lá chắn quan trọng bảo vệ sự bình yên cho nhân dân trên địa bàn. Các bộ phận trực chốt chia làm 4 ca trực trên một ngày, mỗi ca trực 6 tiếng, trực tiếp bám chốt, tuần tra, canh gác, kiểm soát người và phương tiện qua lại chốt 24/24 giờ, đồng thời sẵn sàng giải quyết các tình huống phát sinh về an ninh trật tự và phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. Cố gắng vượt qua khó khăn của thời tiết để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ chính trị của địa phương, cùng với mục tiêu chung của toàn hệ thống chính trị là nhanh chóng đẩy lùi được đại dịch để đưa đời sống của bà con nhân dân chúng ta trở lại một cách bình thường. Cái nắng gắt của mùa hè cùng cường độ kiểm soát dày đặc người và phương tiện qua lại các điểm chốt tạo áp lực lớn cho lực lượng làm nhiệm vụ. Thế nhưng, các lực lượng luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và giữ tác phong làm việc nhã nhặn, thái độ ứng xử chuẩn mực với nhân dân. Đối với cái việc mà quản lý người ra vào tại các khu dân cư cũng như các chốt, trên tinh thần chung là chúng ta thực hiện giãn cách xã hội thì mọi người thì ra đường khi thật sự cần thiết, và cái việc ra đường đó thì cũng phải được các cơ quan chức năng cấp giấy đi đường và đảm bảo theo cái nội dung chỉ thị, tinh thần chỉ thị 05. Ngày hay đêm, những chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch vẫn luôn căng mình bám trụ địa bàn, thực hiện nhiệm vụ không ngừng nghỉ với tinh thần và quyết tâm cao nhất. Nơi nào có màu áo, có bóng hình của các anh, các chị, nơi đó là điểm tựa tinh thần vững chắc cho người dân, để mỗi người dân thêm yên tâm và tin tưởng vào ngày mai chiến thắng đại dịch. Thưa quý vị, cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở đang nỗ lực thực hiện các giải pháp, biện pháp cao nhất, trong đó có việc thực hiện chỉ thị 05 giãn cách xã hội với mục tiêu bảo vệ sức khỏe của người dân. Chính vì vậy, mỗi người dân hãy đồng cảm chia sẻ cùng lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch, thực hiện nghiêm cách ly gia đình với gia đình. Chúng ta được ở nhà chứ không bị ở nhà.